mấy khi được xem video clip trước khi bài được tung ra. Xem nào, đâu có như nào nhỉ? Đây. Ôi dồi, sexy sexy. Ôi dồi, nữ thần à? Ôi nữ thần thật này. Xem thì cảm thấy là cái bài Một Cú Lừa ấy, nó tác động lên nhiều cảm xúc của mình hơn. Với cả mình rất là bất ngờ với cả cái hình ảnh trong video clip, với cả cái độ đầm trong cái diễn xuất của em mình. Được đấy. Nếu mà chọn thì Thúy sẽ chọn bài Một Cú Lừa.